cười ngã ngửa, bà thím la hét thất thanh khi bị test COVID-19. Vừa nói người phụ nữ vừa nín thở, nhân viên y tế nhanh tay cầm que lấy mẫu chọc vào mũi khiến bà này kêu la thất thanh. Không phải bất cứ ai cũng dễ dàng vượt qua khoảnh khắc lấy mẫu test nhanh COVID-19. Nhiều người mang tâm lý sợ hãi, lo lắng gây khó khăn cho nhân viên y tế. Bên cạnh đó, vài người đã có nhiều cách độc đáo giúp bản thân vượt qua nỗi sợ khi lấy mẫu xét nghiệm, chẳng hạn như người phụ nữ trong clip dưới đây. Cụ thể, một người phụ nữ đi lấy mẫu test nhanh COVID-19 đã tìm ra cách tự động viên chính mình bằng hành động vô cùng đặc biệt, thu hút sự chú ý của mọi người có mặt tại địa điểm lấy mẫu xét nghiệm. Thấy nhân viên y tế cầm hai ống que để chuẩn bị lấy dịch, người phụ nữ đã rất căng thẳng, ngồi im, vô cùng hợp tác. Ngay sau đó, để tự trấn an bản thân, người này đã nói thật to, lặp lại những lời nói của nhân viên y tế đứng cạnh. Vừa nói người phụ nữ vừa nín thở, nhân viên y tế nhanh tay cầm que lấy mẫu chọc vào mũi khiến cô kêu la thất thanh. Ngay sau đó, không rõ do quá đau hay vì sợ, người này còn suýt ngã ngửa về phía sau, may mắn được các nhân viên y tế đứng gần đó đỡ lại. Đến lần lấy mẫu thứ hai, người phụ nữ có vẻ kinh nghiệm hơn, tự nói với bản thân, đúng rồi, còn một cây nữa, ngước lên. Nam nhân viên cũng rất vui tính và đùa giỡn lại với cô, ngước lên, không có hết nha cô, thả lỏng nha cô. Lần thứ hai lấy mẫu, người phụ nữ không còn la hét như lần trước nữa nhưng biểu hiện trên khuôn mặt của cô khiến tất cả mọi người có mặt không thể nhịn được cười. Trước khi trở về vị trí ngồi đợi kết quả, người phụ nữ vẫn không quên nói lời chào tạm biệt nhân viên y tế cực kỳ xì tin. Bye! Cô nói. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng, ai nấy đều bật cười trước biểu hiện hài hước của người phụ nữ và dành rất nhiều lời khen cho người này. Nhiều người còn đùa vui rằng sẽ học cách tự trấn an bản thân của người phụ nữ trong clip khi đi lấy mẫu test nhanh. Trời đi quay kia đợi. Xong rồi đó. Xong xong cái. Bye bye.